Chắc là các bạn không biết mình là ai đâu. Wow, tôi cũng không biết đây là một nhân vật bí ẩn. Đây là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Bella. Mày cút mẹ mà đi xuống hàng anh. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Cứ một năm một lần này cũng phải được 4 năm rồi, 4 lần rồi đấy nhỉ? Đúng rồi. Trước khi mà làm cái đề này thì mình đề nghị hội đồng thi cung thi. Cấp cho chúng mình giấy nhá và bút ạ. Đây là một sự không hề tôn trọng với thí sinh tham gia một cuộc thi. Lại ôi cái đề này không làm khó được mình đâu. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau đến với đề đầu tiên. Đồng chí nhớ cái câu bảo súng súng bên súng đầu hơn lên đầu, đêm rách trung trần nằm đôi chi kỳ. Đồng chí, ngày xưa cái bài mà mình thích nhất là bài này và mình cũng mong vào bài này nhất. Mày thích câu đấy đúng không? Không, bài này nó dễ với cả sách giải nó có nhiều. Quê hương anh nước bạn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá, anh với tôi đôi người xa lạ vân vân. Đêm rét trung trăng thành đôi tri kỷ đồng chí. Ghi lại năm sáng tác bài thơ đồng chí. Tác... 48. Ừ. Đúng không nhỉ? Đúng không? 47 à? Thôi nói chung là cũng chắc là cuối năm. Mình nhớ là tầm 1.1 này. Cũng hồng. Ghi lại năm sáng tác của đồng chí. Cái này chắc là chỉ có các bạn mà kiểu là các bạn vừa ôn tập xong thì các bạn nhớ được, chứ làm sao mà bọn mình nhớ được năm sáng tác của bài thơ đồng chí. Nhưng mà nếu như mà một cái sự gọi là liên tưởng một chút xíu thì đấy là những năm 1940. 48. Bài thơ đồng chí được sáng tác vào năm 1946 và được in trong tập đầu súng trăng treo, được xuất bản vào năm 1966. Đồng chí là 1948. 46 hay 48? Nhầm 48. Ừ, 48. Đồng chí 48 rồi nhỉ? Thôi rồi. Không hòm. Tác phẩm này được in trong tập thơ nào của Chính Hữu? Tác phẩm này thì... Đầu súng trăng treo. Đúng rồi, đầu súng trăng treo. Mình nhớ là có trăng gì đấy. Tác phẩm được in trong tập thơ nào? Chịu luôn. Đầu súng trăng treo anh ạ. Đúng, anh tưởng đấy là một hình ảnh ẩn dụ trong bài, hóa ra đấy là tên tập thơ luôn à? Đúng vậy anh ạ. À, hay quá. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng phân hợp, làm rõ cơ sở hình thành đồng chí. Đoạn văn có sử dụng phép lập để liên kết và ghép câu và câu ghép. Nào Thảo, em làm một quái văn cho anh đi. Đọc 2 ba. Em làm em ở đâu câu 2 ba. Bây giờ này, làm rõ cái cơ sở hình thành tình đồng chí. Thực ra là mọi người đều biết là trong cái bài thơ đồng chí, cái yếu tố mà quyết định hình thành lên tình đồng chí chính là hoàn cảnh. Lúc đấy giờ là đất nước chiến tranh, tinh thần dân tộc là dâng cao đấy, các anh gọi là bỏ gia đình, bỏ mẹ già, con thơ, vợ cơ nhỡ để lên đường tòng quân cứu nước, mà lòng phấp phới gọi tương lai. Thì cái cơ sở đầu tiên mà tôi đánh giá là nó hình thành lên tình đồng chí đó chính là cái sự kiện là đất nước ta chiến tranh. Thật ra thì em thường sẽ phân tích theo kiểu từng câu thơ một ấy. Đây là người ta phân tích các câu thơ ở trong đề luôn rồi đi. À, tức là mình phân tích từng câu à? Đúng rồi. À, chứ không phải là bây giờ. Quê hương anh nước mặn đồng chua đúng không? Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Chung là gì? Chung là quê hương anh và làng quê tôi thì đều là những gọi là những nơi mà khốn khó đúng không mọi người? Nước mặn đồng chua, đấy, đất cày lên sỏi đá là cái điểm chung đầu tiên. Đó chính là quê hương của anh và tôi đều nghèo đói và khó khăn như nhau cả. À, hay quá. Được rồi. Đầu tiên là đất nước chiến tranh là hoàn cảnh. Còn tiếp theo đấy là một cái điểm nữa. À, mình gọi đây là cái sự cảm thức, một cái đồng sự thấu cảm, đồng cảm. Đúng rồi. Đồng cảm. Thế theo là gì? Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn lại quen nhau. Hai người xa lạ nhưng mà lại gặp nhau vì một cái hoàn cảnh chung, đó chính là đất nước đang chiến tranh và nghèo. Đấy, và nghèo. Đây là một cái duyên số trời định của hai anh. Đúng rồi. Tức là đã có sự sắp xếp của ông Bụt. Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Câu sau mới là ôm nhau anh hiểu không? Súng bên súng, đầu sát bên đầu, nghĩa là khi mà hai người mà dở mình. Không phải dở mình, súng bên súng, chụm lưng vào nhau để bảo vệ. Để bảo vệ kiểu có nghĩa là khi mà tức là anh canh bên này, tôi đúng canh rồi, bên này. Đúng rồi, đấy, mình phải như thế, hay. Không phải ôm nhau. Đúng, tất nhiên là không phải ôm nhau. Tựa lưng vào nhau. Đấy, thì cái hình ảnh là súng bên súng, đầu sát bên đầu, nó thể hiện những cái sự gọi là song hành của anh này. Đêm rét trung trăn thành đôi chi kỷ, lúc này là hết ca trực, đi ngủ đúng không? Đi ngủ. Nhưng mà cái điều kiện của hồi đấy là rất là khốn khó, cho nên là hai anh chỉ có chung một cái chăn thôi. À. Đấy, phải chia sẻ cho nhau từng cái một.
Đoạn văn có sử dụng phép lập và phép liên kết và câu ghép. Phép lập để liên kết và câu ghép. Tức là bây giờ bọn mình phải biết đoạn văn này. À đấy, xong rồi câu 2 sẽ luôn là cái câu mà bắt các bạn viết một đoạn văn có 3 loại, một là tổng phân hợp này, hai là diễn dịch. Đúng rồi, thứ ba là quy nạp ạ. Đấy, nói chung là tổng phân hợp thì sẽ là câu đầu phải mở đầu, xong rồi các bạn giải thích. Xong rồi câu kết phải kết đấy, có thể. Ví dụ thay vì câu đầu tiên giới thiệu thì chúng ta sẽ nói là tổng kết lại. Thì làm đi. Qua đoạn thơ trên, chúng ta có thể thấy cơ sở hình thành tình đồng chí của những người lính cách mạng. Đó là đấy, đó, sau đó phân tích. Đó là gì? Đấy, họ đều là những người lính xuất phát từ tầng lớp lao động. Chúng ta sẽ có những cơ sở như sau. Rồi, hai chấm. Đất cày lên sỏi đá, nước mặn đồng chua đều là hai cái vùng là rất là gọi là khó khăn. Ừ, mỗi cái ý như thế các bạn chém một câu thì chắc được tầm khoảng 10 câu. Đúng không ạ? Sau đến hết 10 câu rồi, chúng ta sẽ tổng kết lại. Phép lập để liên kết và câu ghép. Câu ghép này thì ghép vào các câu ấy. Phép lập thì các bạn chỉ cần ghi là đồng chí là... Đồng chí là... Đấy. Là một câu. Không, thì em phải xem lại video của em năm ngoái được. Rồi, đoạn cuối bài thơ có một hình ảnh giản dị là gì? Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới. Đúng, hình ảnh đó giúp em hiểu gì về vẻ đẹp của những anh bộ đội Cụ Hồ? Hiên ngang. Quá là hùng dũng. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng thể hiện ở sự súng bên súng, đầu sát bên đầu. Và Đỗ Hùng Dũng cũng là một cầu thủ rất là hay của đội tuyển Việt Nam. Khi mà họ ở bên cạnh nhau thì họ gần như được tiếp thêm sức lực. Đúng. Tiếp thêm tinh thần cho nhau. Họ chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là hào khí bắt đầu rừng rực lên để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước. Mình thì mình xin phép là nói một từ trong cái câu văn này là chờ giặc tới. Chờ là thể hiện cái sự chủ động. Chủ động. Đấy, họ không có một sự gì gọi là sự sợ hãi cả. Đáng nhẽ trong những cái trường hợp này họ rất sợ hãi nhưng không. Kiểu thẳng lưng lên là chờ giặc tới và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đọc giải đề rồi em. Nghe em biết đọc giải đề rồi. Câu 2, 4 điểm. Đọc đoạn tiếp sau và thực hiện yêu cầu. Người ta kể rằng có một máy phát điện cỡ lớn của công ty Ford bị hỏng. Một hội đồng gồm nhiều kỹ sư họp 3 tháng liền tìm không ra nguyên nhân. Người ta phải mời đến một chuyên gia, Stan Metzer. Ông xem xét và làm cho máy hoạt động trở lại. Công ty phải trả cho ông 10.000 đô la Mỹ. Nhiều người cho Stan Metzer là tham, bắt bí để lấy tiền. Nhưng trong giấy biên nhận, Stan Metzer ghi: tiền vạch một đường thẳng là 1 đô la, tiền tìm ra chỗ để vạch đúng đường đấy là 9.999 đô la. Rõ ràng người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi. Sao bây giờ các bạn ấy học bài này nhỉ? Ngày xưa em không nhớ là có bài này trong sách giáo khoa cơ chứ. Thực ra đọc cái này, cái câu chuyện này khá là nổi, đến bây giờ mọi người vẫn hay nói chuyện với nhau ấy. Thế việc là nhiều người hay nói là tại sao có mỗi một cái việc đấy thôi mà giá lại đắt đến như thế, thì thường sẽ được đáp lại là vấn đề là không phải là cái việc đấy mà là cái cách để nghĩ ra để làm một cái công việc đấy. Câu đầu tiên, theo em vì sao ông lại cho rằng vạch một đường thẳng có giá 1 đô nhưng tìm ra đúng chỗ để vạch đường ấy là 9.999 đô? Thì như chị vừa nói là cái giá trị của chất xám đúng không? Nó nghiêng nhiều. Tức là vạch một đường thẳng thì ai cũng có thể làm được, nhưng mà để tìm ra đúng cái chỗ mà để vạch một cái đường đấy ấy, thì là 10 người thì chỉ có một cái ông Stan Metzer này làm được thôi. Thế nên là ông ấy lấy cái giá đấy là hợp lý. Stan Metzer đấy mà nói rằng là cái tiền vạch một đường thẳng là 1 đô la, còn tìm ra chỗ vạch đúng đường ấy là 9.999 đô la, nó thể hiện là cái kiến thức các bạn đã phải mất một khoảng thời gian rất dài trên cái chặng đường đi tìm và tích lũy những vùng kiến thức đấy để có thể hơn tất cả những người khác, những cái kỹ sư khác của cái công ty Ford này. Đấy thì rõ ràng là các bạn phải được trả tiền rất cao ở trong đấy thôi. Còn nếu ông không trả tiền cho tôi thì ông đi mà làm. Các bạn xong là đi làm đấy thôi. Khi mà mình cảm thấy là rõ ràng là bản thân của mình có giá trị đúng không? Mình giỏi trong một việc nào đấy mà giỏi đến mức gọi là on top ấy, thì lúc đấy cái việc mà các bạn làm ấy nó nên được định giá cao hơn so với những cái việc mình đang làm. Dựa vào đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội và hãy trình bày suy nghĩ của em khoảng 2/3 trang giấy thi về ý kiến phải chăng tri thức làm nên giá trị con người. Thực ra thì em nhìn một người và em tôn trọng họ nhá. Nếu mà họ giỏi thì em rất tôn trọng họ. Thế giỏi thế nào là giỏi? Nghĩa là họ có kiến thức, họ có trải nghiệm. Đây là tri thức đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì em thấy họ giỏi thì em tôn trọng. Anh nghĩ là với câu này đầu tiên mình phải nhận thức được và mình phải làm rõ được hai cái yếu tố. Đầu tiên, định nghĩa nào là tri thức. Như thế nào là giá trị con người. Xác định giá trị con người như nào. Thì mình nghĩ là nó sẽ giống những cái đề nghị luận xã hội bình thường là các bạn phải giải thích là tri thức là gì này, giá trị của con người là gì này. Đấy là những cái form cơ bản rồi.
xong rồi giải thích nó ra, giải thích chứng minh, xong rồi dẫn chứng thứ. Trong những cái bài nghị luận xã hội này ấy, thì nữa chị sẽ kiểu đưa thêm một vài những cái dẫn chứng, một vài những cái ví dụ dẫn chứng đời thực. Đúng rồi, đấy là những cái mà ăn điểm đưa vào ấy. Cảm giác bài nó sẽ phong phú và có sự hiểu biết hơn đấy. Đó, đấy là lý thuyết thì mình sẽ làm như thế, còn mà bây giờ bảo mình viết hại thì mình chịu. Đây là đề gì? Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, trường chuyên Trung học phổ thông, Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Trong cuốn sách Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng, Lumanup đã chia sẻ phương Tây có câu ngạn ngữ nước sôi làm mềm khoai tây, nhưng lại làm cứng trứng. Hoàn cảnh chẳng có lỗi, quan trọng rằng bản lĩnh nội tại của bạn tới đâu. Nếu ở trong nước sôi, thế lại từ văn học thành hóa học. Em sẽ chọn củ khoai tây hay quả trứng? Chọn làm củ khoai tây hay quả trứng? Viết một bài văn nghị luận bày tỏ rõ quan điểm của bản thân về vấn đề trên. Thế mày làm củ khoai tây hay làm quả trứng nào? Em không làm cái gì. Mình làm củ khoai tây. Thật ra là cái đề này trước đây mình có đọc một vài bài báo là cũng bị phản đối gay gắt. Hơi gay gắt bởi vì là họ lại tự nhiên lại bảo học sinh là bây giờ trong em muốn thành một quả củ trứng hay là một quả trứng hay một củ khoai tây trong một cái nồi nước sôi như thế, thì kiểu nó hơi bị phản cảm một chút. Khá là một số bài báo cũng lên án về cái đề này. Chị nghĩ là không phải nói về cái việc là làm củ khoai tây quả trứng đâu, mà chắc là ở cái câu này này. Ở trong nước sôi, trong nước sôi. Nếu phải ở trong nước sôi, cô ấy nghe thì cũng hơi buồn cười thật. Tự nhiên lại đi hỏi học sinh là tự... Ai có ai muốn trong nước sôi, ai muốn nhảy nước sôi không chứ em? Chứ còn củ khoai tây quả trứng thì không sao. Đấy. Tức là bây giờ tôi phải tưởng tượng, nếu tôi là củ khoai tây thì sao? Đây là một cái đề rất mở luôn. Nước sôi là mềm khoai tây, là củ khoai tây đầu tiên đang cứng đúng không? Đúng không? Nhưng nước mà... sôi đây là nói về kiểu mình hầm ấy, hầm khoai tây. À thế à? Anh nghĩa đen nhá. Bây giờ mình phân tích theo hai nghĩa. Ok, nghĩa một đen. Một là nghĩa bóng, nghĩa đen đi. Thì là nước sôi đúng không? Thì cái củ khoai tây nó đang cứng đúng không? Cho vào nước sôi thì nó mềm ra. Để ăn. Đúng rồi, để ăn. Được chưa? Nghĩa bóng thì nó sẽ kiểu là người ta ví là nước sôi là cuộc sống với rất nhiều thử thách. Đấy, khi mà mình sẽ chọn là củ khoai tây hay là quả trứng. Trước khi mà bước vào những cái thử thách trong cuộc sống đấy thì mình đang rất cứng cỏi. Củ khoai tây mà... của à thế à? Đấy, anh hiểu vấn đề chưa? Nếu mà phân tích ra thì nó sẽ là như cậu vừa nói, nước sôi nó sẽ đại diện cho là cái hoàn cảnh khó khăn trắc trở, những cái vấn đề mà các bạn gặp trong cuộc sống. Khoai tây với cả trứng ấy là hai đại diện cho hai kiểu người. Chắc đối ngược nhau đúng không? Khi mà gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì những người đấy sẽ có cái cách giải quyết và cái cách hành xử như thế nào. Thì đối với khoai tây thì nước sôi là mềm khoai tây, nghĩa là ý chỉ là những cái người mà gặp khó khăn và hay bị chùn bước kiểu dễ bỏ cuộc, sẽ khiến cho cái suy nghĩ cũng như là cái cách hành động của mình nó không được minh mẫn, không được sáng suốt cho lắm. Thì coi là nó họ bị gọi là gì nhỉ? Mình đi. Gọi là họ dễ bị hoàn cảnh tác động tới và họ dễ bị những cái hoàn cảnh khó khăn tác động tới khiến họ sẽ bỏ cuộc. Em nghĩ là thế. Vấn đề là tác động, nhưng mà là tác động xấu. Tác động xấu. Còn với trứng thì ngược lại, trứng sẽ là đại diện cho những người mà khi gặp hoàn cảnh khó khăn thì vẫn sẽ luôn kiểu cố gắng vượt qua. Càng gặp khó khăn thì càng tôi luyện cho bản thân. Đúng, lửa thử vàng gian nan thử sức đấy. Càng luộc thì càng cứng. Đấy, càng cho tôi gặp khó khăn thì tôi càng thể hiện ra được tôi là một người rất là mạnh mẽ và kiên cường. Thực ra là đấy, bây giờ quay trở lại cái câu chuyện khoai tây và trứng của mình thì mình nghĩ rằng là cái câu chuyện này thì nó sẽ phụ thuộc vào các quan điểm của từng người một thôi. Tức là với góc nhìn của mình thì mình sẽ nhìn theo kiểu là bản thân khoai tây hay là trứng thì nó đều có những cái điểm mạnh, điểm yếu riêng của nó. Không thể nào nó là vì là nó cứng nên là nó yếu, hay là nó mềm nên là nó yếu hơn so với cái kia được. Mỗi thứ nó sẽ đều có một thứ thì mình nghĩ rằng là ok, cuộc sống, một cái môi trường, hoàn cảnh chung như vậy, chúng ta không đổ lỗi cho môi trường, mà cái việc mà các bạn cần làm đó chính là các bạn phải tìm ra cái điểm mạnh của mình. Hợp lý. Đừng đổ cho hoàn cảnh. Quan trọng là các bạn, tự các bạn phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Ai cũng gặp phải khó khăn, ai mà chẳng có vấn đề này kia. Đấy, nên là hoàn cảnh không bao giờ có lỗi cả. Lỗi tại các bạn. Vượt qua hoàn cảnh ấy, vượt qua cái hoàn cảnh đấy. Đấy, đấy. Rồi. Nhưng mà chị thấy đánh giá câu này là một câu khá hay nhỉ? Tức là nếu mà cho các bạn mà đúng là kiểu chuyên văn. Văn mà để viết, để thỏa sức viết bài này ấy, thì các bạn sẽ viết được rất là dài và rất là hay luôn đấy. Phân tích được hay đấy. Trừ cái câu là nếu phải ở trong nước sôi, mình nghĩ là cán bộ, các thầy cô ra đề thi xem xét lại một chút. Rồi,
về câu từ. Và nếu như mà các bạn xem video này và thấy có một chút sự kiểu khó chịu khi mà cái kiến thức của bọn mình không thể nào mà gọi là đầy đủ như ngày xưa nữa, thì mong các bạn bỏ qua cho bọn mình. Đúng kiểu ai thông minh hơn học sinh lớp 9 ấy. Kiểu bây giờ bọn mình làm bọn mình chắc chắn không thể bằng được các bạn, nên là mong các bạn bỏ qua. Đây là những cái kiến thức mà bọn mình còn sót lại ở trong trí óc sau rất nhiều năm. Đấy là mình còn mới ấy, mình còn 5-6 năm chứ các anh chị còn kiểu cả chục năm. Chục năm, mười mấy năm thì thôi. Chúc mừng các bạn 2K mấy nhỉ? 2K6 đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Và mình tin dù là kết quả có ra sao thì các bạn đã làm hết sức mình trong kỳ thi vừa rồi. Thế nên là không phải lo gì đâu, cứ thoải mái lên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tạm biệt các bạn, nhớ subscribe cho hôm nay ăn gì. Mắc gì mày? Xin lỗi.